Rồi, tiếp đến là một cái căn bếp nhỏ nằm ở khu vực này nè. Mình sẽ quay cho mọi người thấy đầy đủ hơn nha. Rồi, bây giờ đi vào căn bếp nè. Ở giữa họ đang gắn một cái chiếc hút mùi của hãng Epler. Hút mùi nhỏ nhỏ Epler ở giữa nè. Dưới là con bếp 3 vùng nấu nè. Bên cạnh là một cái chiếc chậu rửa. Ồ, chỗ này là không ổn rồi. Chậu rửa và bếp nằm sát bên nhau luôn. Thì mình nghĩ rằng thì đây là cũng tình thế bí quá rồi. Chắc là không có diện tích. Mà thôi, thực ra thì chúng ta dùng rửa thì bỏ qua bên này thì cũng không có gì đáng ngại cả. Rồi, đây là bên dưới chậu rửa nè. Họ bố trí một cái phụ kiện nhỏ nhỏ bên dưới này. Ồ, chỗ này thì hơi vô lý nhé. Cái cánh này nó rất là cao luôn nè. Nó rất là nguy hiểm mọi người, dễ gãy. Đây là một chiếc chậu rửa đá. Phía bên dưới cái bộ sệ của nó nè. Rồi, ok, qua bên này. Đây là một con bếp nè. Dưới là một cái lò nướng nè. Rồi, bên này là ba cái thò kéo nhỏ. Mọi người thấy không ạ? Làm gì làm lúc này chúng ta cũng sẽ cần những cái thò kéo hết nhé. Ủa, cái thò này hơi lạ nè. Mình không rõ vì sao nó không có cái thò ruột mà nó lại có một cái nắp như thế này. Không biết cách mở nó như thế nào. Chắc là để tăng thêm cái diện tích để chúng ta để đồ thôi. Chứ còn nói là cái thò thì cũng không đúng. À, tại vì mình chưa kéo ra hết nha mọi người. Bây giờ nè, trong quá trình mình dùng là mình sẽ kéo ra hết nè. Rất là hay luôn. Thế mà cứ tưởng là nó có vấn đề gì chứ. Thôi đó là do mình chưa biết. Đấy, nó sẽ tăng thêm cái diện tích mà chúng ta sơ chế để đồ nè. Kéo ra dài như này. Cái đây là một cái phụ kiện nha. Rồi, bên dưới nè. Nó như một cái bàn dài để kéo ra thế. Rất là hay. Gì mà tưởng là cái gì chứ. Rồi, ok. Một căn bếp nhỏ thì chúng ta có thể ứng dụng cái tính năng này nhé. Rồi, bây giờ sẽ đổi lại nè. Xếp gọn vào trong như một cái thò kéo thôi. Rất là hay. Bên dưới nè, là một cái để những cái thìa, đĩa, muỗng. Cũng là bộ rây hộp của Hitler luôn. Dưới này nè, là cũng một cái rây hộp lớn nè. Rồi, xong. Đây mọi người thấy không? Đây là cái cửa nè. Kéo cửa này ra sẽ gập lại nè. Bây giờ thì mình sẽ thao tác bên kia cho mọi người cùng xem nhé. Rồi, bên này. Ở đây là một cái hệ tủ lạnh nè. Tủ lạnh được âm luôn trong nè. Cái này thì thường xuyên nói rồi, mình chia sẻ nhiều rồi. Cứ là một tủ lạnh nhỏ, nhưng ở đây nè. Cái cánh cửa này nè. Rồi, bây giờ thì mình sẽ thao tác cánh cửa này nè. Để gập lại cho mọi người cùng xem nè. Rồi, đây nhé. Đây. Nó được đẩy thẳng như thế này. Rồi bây giờ là mình kéo lại nè. Rất là hay phải không ạ? Rồi như thế này, chúng ta tiến hành là đẩy sát vào bên trong nè. Rồi, nó rất là gọn phải không ạ? Rồi, tiếp đến, đây là cái khu vực để trưng bày một cái tủ bếp. Thì tủ bếp này á, nó có một cái bàn đảo nhỏ nhỏ ở chỗ này. Bên này là khu vực nấu nướng nè. Bên kia là khu vực hệ tủ lò nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay tổng quan cho mọi người xem trước nha. Cái này thì nó có những cái pano nhỏ, cái kiểu mà hình thức là cổ điển. Rồi bây giờ đi từ hệ bên này trước nhé. Này thì là một cái tủ khô rồi. Cái tủ khô nè. Cái đẹp nhất là vẫn bố trí những cái thanh đèn led nè, rất là sáng. Khi dùng hệ tủ khô này nhé. Đây là của Lavido nha mọi người. Cũng hãng phụ kiện được khắp nơi phân phối luôn. Đây là, chúng ta kéo thẳng ra bên ngoài như này nè. Nó như một cái cây đứng nữa đó. Chúng ta sử dụng. Rồi, sau đó thì đóng lại nè. Bên này là một cái hệ tủ lò. Thì cái thôi, tủ lò mình mở nhiều quá rồi. Đây thì những cái ngăn kéo nhỏ thôi. Hai cái nhỏ trên, một cái lớn ở dưới. Tiếp đến là hai cánh cửa ở dưới khu vực bếp. Thì những cái thọ hoặc là cánh cửa gì đó cũng được, linh hoạt mà. Bên trong thì họ đỡ rất là nhiều đồ của showroom rồi. Mình tạm thời đóng lại nè. Đây là một chiếc tay nắm nè. Tay nắm này thì tự tay nắm cổ điển cũng rất là đẹp nè. Nó phù hợp với những cái tủ như thế này. Rồi bên trong này có gì ạ? Đây là cánh cửa góc rồi. Cánh cửa góc huyền thoại của Hitler rồi. Rồi ok. Cái này thì mình bán và lắp rất là nhiều rồi. Nó quen rồi. Bên này. Đây là ở trên đó, nó có một chiếc máy rửa chén nhỏ. Rồi mình nói bên dưới đúng nhé. Dưới thì chúng ta để một số chai nè. Đây là cái kệ để chai loại xà phòng nè. Đóng vào nè. Đây là cái thân máy. Thân của chiếc máy rửa chén và chiếc chậu được kết hợp với nhau. Mọi người thấy không ạ? Chỗ đây đúng rồi, nó bị lỗi nè. Có một bộ xẻ được gắn vô đây nè.
Rồi đây là cái phần máy điều khiển được nằm ở dưới này. Rồi ở trên nè, một chiếc đầu rửa, trong một cái rổ như thế này. Vòi, chiếc vòi gia rút rất là đẹp luôn, màu xanh, vô cùng sang chảnh. Và bên này thì đây là một cái máy rửa chén gắn lên cái chậu, mở nó lên nè. Phía bên là một cái đó là cái lồng để chúng ta để đũa nè, chén dĩa nè. Đây là dành cho những cái căn hộ có diện tích nhỏ để chúng ta đó là kết hợp 2 trong 1 nhé. Đây, một cái chậu kết hợp máy rửa chén giá thành là khoảng 31 triệu nhé. Con vòi bếp đó thì giá thành của nó là 3 triệu 1. Con vòi nhìn rất là đẹp luôn. Sẵn tiện quay cho mọi người con nước mùi này luôn nè. Đây là một con nước mùi chữ T điện thoại, được đứng độc lập một mình nó. Mọi người thấy đẹp không ạ? Nhìn cái phần này nè, rất là to và dày nè. Cái phần máy này là mềm và chính. Mình rất là thích con nước mùi kiểu này nha. Qua đây là một cái hệ tủ để người ta đựng những cái đồ nhỏ bên trong. Cũng ô kính, cũng ô kính. Liền một khối như thế này. Rồi đây là tổng quan của căn bếp nè. Phía trước thì họ có thể để những cái ghế của cái như kiểu cái bàn đảo, bàn ăn, bàn sọn đó đó. Để cái ghế ở trước nữa là người ta làm âm vô trong rồi. Rồi mọi người thấy không ạ? Nó đẹp là nhờ mà nó sáng mà kết hợp thêm cái phần đèn led nữa đó. Rồi kết thúc căn bếp rồi nha. Ở đây là những cái mẫu tay nắm tủ của Hebler, được họ gắn những cái bản mẫu sẵn hết nè. Rất là nhiều loại luôn, rất là đẹp. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay một số cái cho mọi người xem. Sau này ví dụ như ai mà có thấy được cái mẫu nào đẹp là thích á, có thể là nối với mình tìm và mình cung cấp cho. Trên cùng nè, đây là những tay nắm loại siêu to khổng lồ rồi. Đây là những tay nắm nhỏ hơn nè. Rồi qua bên này, tay nắm như là một cái nơ đó. Rồi ok, xuống dưới nè. Bên dưới là tay nắm thì kiểu một loại đồng nè. Mình thì bình thường tiếp xúc không có được nhiều hết những loại này đâu. Điều này thì bắt đầu là thấy những cái tay nắm họ gắn rất là nhiều, rất là dễ hình dung nè. Chứ bình thường là xem trong catalog không thì cũng khó mà hình dung được. Rất là nhiều mẫu được họ gắn luôn nè. Ok, ở đây cũng có 1-2 cái nè. Cái ai thích loại nào thì có thể liên hệ với mình cung cấp cho. Rồi qua bên này, đây là những mẫu cơ bản nè. Rất là nhiều mẫu. Chuyện này thì có những mẫu inox nè, có những cái mài chrome nè, tay nắm nụ nè. Rất là đẹp và sang trọng luôn. Rồi, qua bên này. Từ inox tới chrome, rất là nhiều loại khác nhau nhé. Đây là tay nắm xước nè, đen nè. Đây là loại dòng cổ điển nè. Đây, mà có gắn là đủ hết cho mọi người cùng xem rồi đó. Mình hay bán loại này, loại này. Dành cho những người mà yêu thích cổ điển. Rồi tiếp tục qua bên này, đây là những tay nắm loại tốt nha mọi người. Giá thành nó rất là đắt nhưng mà nó rất là đẹp và bền. Đấy, mua thì mua những loại như này chứ không có mua những loại rẻ tiền nha. Rất là nhiều loại tay nắm này. Bên này một số cái nữa nè, có những cái mình được xem trong catalog thôi, bây giờ mà được có thực tế nè. Sau này ai thích cái nào thì chụp màn hình lại khăn tròn ở đó gửi cho mình, mình sẽ chọn lựa giúp cho. Dưới này cũng có một số cái nữa nè, không phải nằm dưới này vướng quá thì khó quay. Nói chung là mình có cung cấp tay nắm của hãng Hebler này, mình có thể liên hệ với mình.